Biren và tình trường yêu toàn sao nữ hạng A, từ Song Hye-kyo đến Jun Ji-hoon, Kim Tae-hee chốt sổ. Không ngoa khi nói, Biren đã vô tình đặt ra tiêu chuẩn cao cho các ngôi sao và diễn viên K-pop với sự nghiệp thành công trong âm nhạc lẫn diễn xuất. Tuy nhiên, anh cũng vướng vào vô số scandal hẹn hò giữa lúc danh tiếng của mình đang tăng vọt. Ngôi sao Hanzo được yêu mến tên thật là Jun Ji-hoon đã hấp hồn hàng triệu fandom K-pop và K-drama với những bước nhảy hip-hop và thần thái trên sân khấu. Có vẻ như ngôi sao hạng A 39 tuổi đang có cuộc sống tốt đẹp nhất của mình, từ sự nghiệp thăng hoa, những dự án kinh doanh và cuộc sống hôn nhân viên mãn, anh đều có tất cả. Năm 2013, rộ lên tin đồn sao ngôi nhà hạnh phúc đang bí mật hẹn hò với nữ hoàng Hanzo Kim Tae-hee sau khi đóng chung một quảng cáo vào năm 2011. Sau khi tin tức nổ ra, bộ đôi đã xác nhận mối quan hệ của mình thông qua công ty chủ quản. Sau nhiều năm hẹn hò, Biren và Kim Tae-hee đã quyết định đưa mọi thứ lên một tầm cao mới và kết hôn vào tháng 1 năm 2017. Mặc dù đang hạnh phúc ấm êm với nữ diễn viên Hai Bai Mama, nhưng anh từng là đối tượng trong một số vụ bê bối hẹn hò liên quan đến bạn diễn của mình. Đã hẹn hò với nữ chính Song Hye-kyo trong Full House. Có lẽ K-drama đưa Biren trở thành ngôi sao chính là bộ phim hài lãng mạn năm 2004 Full House, đóng cùng Song Hye-kyo. KBS đã tạo ra một hit lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn nhiều bản remake như Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Người xem bị cuốn hút vào phản ứng hóa học trên màn ảnh của hai ngôi sao chính, những người đã khắc họa mối quan hệ yêu ghét của Lee Jong-jae và Han Ji-eun. Ở đỉnh cao danh vọng của K-drama, Biren và Song Hye-kyo từng bị đồn hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai đều không đề cập đến vấn đề này nhưng nhiều người vẫn tin rằng những tin đồn là sự thật. Dù vậy, một đoạn phỏng vấn cũ của Biren cũng được đào lại gần đây. Hóa ra từ ngày xưa, nam ca sĩ đã làm rõ tin đồn hẹn hò bằng cách trả lời rằng chúng tôi là bạn bè, thậm chí vì Song Hye-kyo lớn hơn tôi vài tháng nên tôi đã gọi cô ấy là chị. Nhưng dù vậy, ông xã Kim Tae-hee vẫn dành những lời có cánh cho nàng ngọc nữ, khen ngợi nhan sắc và thái độ chuyên nghiệp của nữ diễn viên. Jun Ji-hoon. Từ ngôi sao Hanzo này đến ngôi sao Hanzo khác, lịch sử hẹn hò của Biren bao gồm cả Jun Ji-hoon. Sports Seoul trích dẫn vào năm 2010 cho rằng cả hai đang có quan hệ tình cảm và bắt đầu vào cuối năm 2009. Điều thú vị là mối quan hệ của họ hình thành sau khi một nhân vật giàu có trở thành người mai mối. Hơn nữa, những bức ảnh của paparazzi cho thấy nam diễn viên đã đến thăm nơi ở của ngôi sao Jirisan, nhưng họ không bao giờ bị chụp ảnh cùng nhau. Cũng giống như những scandal hẹn hò với người nổi tiếng, nữ hoàng Hanzo và Biren đều bác bỏ những tranh cãi về chuyện này. Công ty quản lý của anh cũng có chung quan điểm và đề nghị nam ca sĩ kim diễn viên không được gặp gỡ ai. Chúng tôi không biết anh ấy có qua lại với ai vào lúc này hay không. Chúng tôi sẽ phải tự mình kiểm tra Ren, một đại diện cho biết. Người chồng hoàn hảo của Kim Tae-hee. Người hâm mộ thường xuyên thấy Biren cập nhật về các dự án sắp tới và dự án kinh doanh của Ren Company, nhưng anh ấy hiếm khi đăng ảnh vợ và các con. Điều này là do Biren và Kim Tae-hee rất kín tiếng về hôn nhân và gia đình của mình. Tuy nhiên, anh đã từng nói về việc làm chồng, làm cha hai đứa con đáng yêu. Đối với anh, mấu chốt của một cuộc hôn nhân bền lâu là tự mình làm mọi việc và không nhờ vợ giúp đỡ. Vì điều này, anh ấy không thực sự bị rách móc quá nhiều so với những người chồng khác. Thi thoảng, họ cùng xuất hiện trong quảng cáo và luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào trước ống kính. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đứng trước câu hỏi, bạn có hay nghe lời vợ không? Biren thẳng thắn thừa nhận, tôi không có ý kiến gì trước toàn bộ những quyết định của cô ấy, đó là thoải mái nhất. Biren cũng khẳng định cuộc sống hôn nhân của anh và Kim Tae-hee rất ngọt ngào và có gia đình là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất mỗi khi về nhà chính là khoảnh khắc tôi nhặt đồ chơi của con lên khi bước chân vào nhà, Biren nói.